chào các em học sinh thân mến Hôm nay chúng ta học tiếp tiết tiếp theo của vật lý 8 nhé Rồi cô có một trường hợp Viên đạn đang bay có dạng năng lượng nào mà các em đã học vì sao? Ở à, đây cô xin trả lời đó là viên đạn đang bay có hai dạng cơ năng Là động năng vì lý do nó chuyển động Thế năng trọng trường vì nó có độ cao so với mặt đất như vậy ngoài hai dạng cơ năng trên thì viên đạn đang bay có dạng năng lượng nào nữa không à, xin trả lời ở đây là có đó là nhiệt năng chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay bài 21 nhiệt năng rồi ở cái bài này thì chúng ta sẽ nắm cho cô ba ý chính thứ nhất là định nghĩa được nhiệt năng thứ hai là chúng các cách làm thay đổi nhiệt năng và thứ ba là chúng ta định nghĩa được nhiệt lượng Đơn vị và ký hiệu của nhiệt lượng là gì? Rồi chúng ta cùng tìm hiểu phần thứ nhất, nhiệt năng. Ở đây chúng ta sẽ định nghĩa nhiệt năng trước. Vậy thì các phân tử cấu tạo nên vật có động năng hay không? Tại sao? Xin trả lời là các phân tử cấu tạo nên vật có động năng bởi vì nó chuyển động hỗn động không ngừng. Như vậy nếu có động năng thì nó sẽ có nhiệt năng. Tại sao? bởi vì tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là nhiệt năng của vật vậy thì nhiệt năng nó phụ thuộc vào các yếu tố nào của vật à, nhiệt năng nó sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật bởi vì nhiệt độ của vật càng cao thì nhiệt năng của vật càng lớn vì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh à, đó là phần nhiệt năng như vậy trong các vật sau đây, vật nào có nhiệt năng? A, quả bóng đang lăn trên sân, B, lò xo bị ép đặt trên mặt bàn, C, quả bưởi đang ở trên cây. Như vậy ở đây câu trả lời của chúng ta là cả ba vật trên. Bởi vì sao đây? Tại vì tất cả ba vật đó đều được cấu tạo bởi các phân tử cấu tạo nên vật luôn chuyển động mà phân tử có động năng cho nên vật có nhiệt năng. Vậy thì viên đạn đang bay có nhiệt năng hay không? Chúng ta trả lời là có bởi vì nó có chuyển chuyển động. Rồi từ các câu hỏi trên chúng ta rút ra kết luận là gì đây? Mọi vật đều có nhiệt năng. Để thay đổi nhiệt năng của vật thì ta phải thay đổi bằng cách nào và làm thế nào để thay đổi đây? Thì ở đây chúng ta có các cách để làm thay đổi nhiệt năng của một miếng đồng như sau. Chúng ta có nhiều cách nha. Thứ nhất là chúng ta cọ sát vật, thứ hai là chúng ta hơ vật trên lửa, thứ ba là chúng ta thả vật vào cốc nước nóng và thứ tư, chúng ta dùng búa đập vào vật rồi phơi vật ngoài nắng, nén vật hay là sấy vật vân vân, có nhiều có rất là nhiều cách. Này, đây là hình ảnh chúng ta có rất là nhiều cách làm cái miếng đồng nóng lên ha Đập, phơi hay là gì đó vân vân, phơi ngoài nắng, phơi dưới ánh đèn rồi đốt rồi ngâm vào nước nóng lấy búa vân vân thì những cách cô đã nêu ở trên thì các cái cách này cô phân ra làm hai phương án phương án a là cái phương án cô thực hiện một một cái thực hiện một cái công việc nào đó làm cho nó nóng lên còn phương án thứ hai là phương án b phương án này cô sẽ cho nó tiếp xúc với một vật nào đó có nhiệt độ lớn hơn nó như vậy là phương án a cô gọi là thực hiện công còn phương án b là truyền nhiệt như vậy thực hiện công tức là chúng ta tác động vào nó làm cho nó nóng lên còn truyền nhiệt tức là chúng ta cho nó tiếp xúc với một vật có nhiệt độ cao hơn nó như vậy tóm lại ở đây ta có hai cách thực hiện công xin lỗi chúng ta có hai cách làm thay đổi nhiệt năng của vật đó là thực hiện công thứ hai là truyền nhiệt như vậy chúng ta hãy suy nghĩ ra một cái thí nghiệm đơn giản để chứng tỏ là khi thực hiện công lên miếng kim loại thì miếng kim loại sẽ nóng lên. Chúng ta suy nghĩ ha về nhà chúng ta làm câu này cho cô. Thứ hai, tương tự chúng ta suy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản để làm tăng nhiệt năng của một vật bằng cách truyền nhiệt. Rồi đó là nhiệm vụ của chúng ta ở nhà. Bây giờ tiếp tục cô có một cái thí dụ để hỗ trợ chúng ta suy ra những cái thí nghiệm này. Rồi đây. Cô có một cốc nước nóng, thứ hai là cô có một cái thìa. Rồi, cốc nước nóng thì nhiệt độ nó sẽ cao hơn là cái thìa. Rồi giờ cô sẽ bỏ cái thìa vào trong cốc nước nóng. Như vậy, nước trong cốc sẽ lạnh đi, nhiệt năng của nước trong cốc giảm. Còn cái thìa thì nóng lên, nhiệt năng của cái thìa tăng. Như vậy, ở đây nhiệt vật nào đã truyền nhiệt cho vật nào nè? À, rõ ràng cốc nước truyền nhiệt cho cái cái thìa. Cho nên nước nó sẽ cho thìa một cái năng lượng, tức là một nhiệt năng, còn cái thìa thì nhận một năng lượng từ từ nước. Hay nói một cách khác là nước đã truyền cho cái thìa một nhiệt lượng. Như vậy nhiệt lượng là gì? À, ở đây chúng ta định nghĩa nhiệt lượng là phần năng lượng mà vật nhận thêm hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt. Rồi đơn vị của năng lượng của nhiệt lượng và ký hiệu như thế nào? Rồi, nhiệt lượng thì được ký hiệu bằng chữ Q viết hoa và đơn vị của nhiệt lượng là J, ký hiệu là chữ J viết hoa. Rồi đó là xong cái phần mà chúng ta tìm hiểu về bài nhiệt năng. Thứ nhất là khái niệm, thứ hai là cách cách làm thay đổi nhiệt lượng và nhiệt năng và thứ ba là định nghĩa nhiệt lượng rồi bây giờ chúng ta vận dụng làm bài tập các câu c trong sách giáo khoa câu c 3 nung nóng một miếng đồng rồi thả vào một cốc nước lạnh hỏi nhiệt năng của miếng đồng và nước thay đổi như thế nào thì chúng ta thấy miếng đồng nóng mà bỏ vào nước lạnh thì nhiệt năng của miếng đồng giảm còn nhiệt năng của nước thì tăng rồi, trong thực tế chúng ta có rất là nhiều cái trường hợp vận dụng cái hiện tượng này đây ví dụ như chúng ta làm gì nấu ăn rồi, nấu nước nấu thực phẩm vân vân rất là nhiều nha nấu cơm nấu canh đun nước gì đó vân vân rồi trong vật thì chúng ta thấy là chúng ta để cái vật vào trong tủ lạnh thì cái vật nó sẽ lạnh đi rồi bên đây là chúng ta làm rồi câu tiếp tục C4 so hai bàn tay vào nhau ta thấy nóng lên với cách làm này đã làm nhiệt năng của hai bàn tay thay đổi như thế nào đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt thì rõ ràng ta so hai bàn tay vào thì ta thấy nóng lên cách làm này đã làm cho nhiệt năng của bàn tay tăng lên đây là sự thực hiện công trong cuộc sống hàng ngày ở gia đình ta đây 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 là sự thực hiện công ha ta bơm xe đạp làm thân bơm nóng lên, vân vân rất là nhiều chúng ta suy nghĩ thêm nha. Rồi ở đây chúng ta sẽ mở rộng ra những cái làm cho vật thay đổi nhiệt năng trong khoa học kỹ thuật và đời sống, ví dụ như dùng búa đóng máy rồi đóng cọc rồi làm những cái vật ở trong kỹ thuật vân vân như hình cái bên. Rồi chúng ta biết hiện tượng sao băng không nào? Sao băng là hiện tượng những cái thiên thạch nhỏ lao bò bầu không khí của trái đất và bốc cháy tạo thành như vậy tại sao các mảnh thiên thạch lại bốc cháy trong bầu không khí quyển trái đất? À, trả lời như sau. Do các cái mảnh thiên thạch cọ sát vào không khí thì nó sẽ xuất hiện nhiệt năng. Mà nhiệt năng của nó tăng thì nhiệt độ của nó tăng tăng dần và nhiệt độ tăng dần thì nó sẽ bốc cháy. Rồi bài học đến đây là xong cái phần nội dung rồi nha, chúng ta có thể hệ thống hóa lại kiến thức phần nhiệt năng như sau nắm cho cô. Thứ nhất là nhiệt năng của một vật là gì? Rồi, thứ hai là mối quan hệ giữa nhiệt năng và nhiệt độ. Thứ ba là các cách làm thay đổi nhiệt năng của một vật. Thứ tư là nhiệt lượng là gì? Rồi trong cái phần nhiệt lượng thì có ký hiệu nhiệt lượng và đơn vị của nhiệt lượng. Rồi đó là kết thúc bài học hôm nay. Về nhà các em học bài, phần ghi nhớ cho cô hoặc là trả lời những cái câu hỏi phần tóm tắt cô vừa nêu. Rồi làm bài tập tiếp theo, câu c 5. À, trong bài tập thì chúng ta làm từ bài 21 đến 25. 21.1 đến 21.5. Rồi có thể trả lời câu hỏi của cô là nếu có bạn nói rằng mọi vật đều có cơ năng thì đúng hay sai, tại sao? Rồi đọc phần có thể em chưa biết và xem trước bài dẫn nhiệt. Vậy thì nhiệm vụ của ở nhà là như vậy. À, bài học đến đây là kết thúc rồi. Thân mến, chào các em.